làm gì vậy Út? Em bị té. Em té thôi mà làm gì giật mình hả? Ủa, tính ra chị có giật mình hả? Có chứ. Trời, giật mình mà tính quay cha. Gì vậy? Gì vậy? Chị nhớ mày té, chị giật mình. Trời ơi, giật mình 8 lần trước làm sao mới giật mình vậy? Xin lỗi em, chị bị trầm nhịp. Em ơi, tỏ mắt nhìn giùm chị coi. Cái chỗ đó là chỗ nào chị quên rồi? Chỗ nào? Cái chỗ mà tháng trước chị ấy chị tấp vô đó. Cái xác chết trôi hả? Ờ, chị nhắc em mới sợ. Từ hồi cái xác chết trôi nó tấp vô ngay bờ sông trước nhà mình, nhà mình bị ma hù hoài à. Bởi vì bây giờ mình phải ra rút nhang cho chị đúng không? Nhìn có chỗ nào? Ở đây nè. Ở đó đúng không? Dạ. Chị thấp bên này. Dạ. Ê khoan nè chị hai. Bây giờ em nói nghe nè. Bây giờ em đến 1, 2, 3. Chị cắm xuống rồi hai chị em mình chạy nha. Chuẩn bị nha. 1, 2. Trời. Ê, số 3 đâu? Thằng em tôi nó đã bị trả giá. Chị, đừng có xỉu. Mày lột cái mền ra cho tao. Hả? Tao nè. Ủa anh ba. Trời ơi, cái gì vậy? Trời, anh ba chứ không phải mà. Ba ơi, em làm cái gì vậy cưng? Hết hồn hết vía hà. Chị hai ơi, ở trong nhà ba chị em đang túm tụm với nhau, tự nhiên chị với thằng Út nhào ra ngoài vườn, em chạy theo đứa nào máng cái mền ở ngoài vườn vậy? Đứa nào? Em. Mắc cái gì mà tự nhiên đi phơi cái mền? Tối qua ma hù, sáng phải phơi mền. Cái gì vậy? Nhớ nãy nó xuất hiện chị giật mình. Rồi bà này bà chậm nhịp bất chấp gì luôn đó hả? Xin lỗi, lâu lâu chị hay bị vậy đó. Mà trời ơi, khoan. Ba chị em của mình đang nằm ở trong vườn, bữa nay thầy hẹn là 11 giờ đêm thầy qua thầy cúng trục vong. Ba đứa là rút ở trong buồng với nhau, sao tự nhiên cái hai người chạy ra ngoài này bỏ tôi ở chổng vậy? Trời đất ơi, chị có muốn chạy ra trước đâu. Mà hồi nãy chị bị ma hù nữa. Nữa hả? Bị nữa hả? Hồi nãy đang nằm liêm diêm trên giường, bỗng nhiên cái chị thấy một bàn tay lạnh ngắt chụp vô cái chân chị, rồi nói đau lắm, đốt cho tôi cây nhang. Đau lắm, đốt cho tôi cây nhang. Ủa sao mày biết hay vậy? Y chang luôn á. Là tôi nói mà trời ơi, tôi kêu đốt cho tôi cây nhang mũi. Ủa là sao? Trời ơi, nhà có cái giường hà, tôi nhường cho chị hai với thằng Út nằm trên giường, tôi nằm dưới đất. Mũi nó chích, tôi kêu đốt cây nhang mũi đạp lên đầu tôi, hai người phóng ra ngoài giường luôn hà. Chị hai, một tháng nay nhà của mình mà cứ bị hù bị nhát về hoài, làm sao em ở nổi hả chị hai? Tất cả là tại chị đó nghe chị hai. Sao tại chị? Ba má chết, ba má để cái nhà là cho chị giữ. Chị giữ kiểu gì mà để cái xác chết trôi nó tấp vô cái vườn nhà mình được hay vậy? Em ơi, cũng chính miệng em nói là nhiệm vụ của chị là giữ nhà, chứ chị đâu có giữ bờ sông đâu. Xác chết trôi tấp vô chị đâu có quy định được. Ờ, đúng rồi đó anh ba ơi, chị hai đó đúng đó. Trời ơi, cái xác đó, nó trôi, biết chỗ nào nó tấp thì thích thì nó tấp thôi. Mà với lại em nói ba nghe nha, cái xác á, bao nhiêu chỗ mà nó không tấp, nó lại tấp trước bờ sông nhà mình, chứng tỏ là gia đình mình có duyên với nó. Mà cái này đó nha, người ta sẽ gọi nó là tình người duyên ma. Trời ơi. Cái tiếng gì nó kêu vậy? Ê! À! Ê! 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 Diễn cái gì mà có một phân đoạn từ sáng tới giờ quay hoài không xong là làm sao hả? Nghĩ làm sao cái máy người ta phích ở bên kia mà diễn lọt khung qua tước bên này sao? Bây giờ diễn được không? Làm không được tôi ra tôi kêu xích lô vô làm. Diễn gì? Dạ xin lỗi mấy anh mấy chị, em đoạn phim đang quay kế bên. Dạ chúc gia đình im ấm và hạnh phúc. Vô. Cái nhà hàng xóm mình đang quay phim chứ nãy không phải ma thiệt hả? Trời cũng may luôn á. Chừng nào thầy mới tới? Ai biết đâu. Ông hẹn 11 giờ mà. Cái tiếng gì vậy? Cái tiếng này là cái tiếng nước nó vỗ nè. Trời ơi chị hai ơi. Chị hai ơi. Trời ơi chị hai ơi. Cái gì mà dưới sông mà nó mò lên tiếng ghê gì? Ê, đừng có kéo tôi. Đừng có kéo tôi. Trời ơi ma. Ma đâu? Ma đâu? Ma đâu?
mày là ai? Rồi cái thằng quỷ thiết kế đâu? Cái xuồng người ta kéo về bên này qua bên đó tìm cái gì nó vậy cha? Làm được không? Làm không được tao kêu xích lô vô làm. Dạ được để em làm, để em làm anh ơi. Dạ em xin lỗi gia đình anh chị, chúc gia đình anh chị yên ấm và hạnh phúc. Chị Hai ơi, em chọi lựu đạn cái đàn phim nó được không chị Hai? Chừng nào ông thầy ông mới tới vô nhà mình yên ổn đi chị Hai. Đúng rồi. Từ từ, chị nếu như các người thành tâm muốn biết. Rồi bữa nay tan gia. Ê, ai? Bữa nay gia chủ kêu tao qua đây để làm cái gì? Dạ bữa nay là con mời thầy qua để trục giùm cho con cái dông của cái cô nữ chết. Thôi ta hiểu rồi, bấm độn là ta biết liền nhà này đang bị một cái dông nữ ám phải không? Dạ dạ đúng rồi thầy. Đệ tử lập đàn. Dạ. Chị Hai ơi. Em ơi. Chị Hai ơi, con ma này nó dữ quá chị Hai ơi, nó ám em bằng giấy xúc nè chị Hai ơi. Trời ơi, không biết giấy này nó xài chưa nữa trời ơi. Hey. Ma khô mực. Kỳ vậy? Sao anh? Sao dưới sông mà có ma khô mực thầy? À, chắc nó ăn khô mực rồi chùi miệng bằng giấy xúc nè. Gia đình nhà ngươi đang gặp tang sự. Dạ. Trong nay mai thôi, các ngươi sẽ phải gặp điềm báo ứng. Hả? Sao? Giờ này bà cười hả? Cười nào? Nóng quá. Sa môn, ngươi là ma chết trôi tại sao mà nóng? Nóng mau chết quang. À, nóng quá. Bây giờ ta sẽ hỏi nhà ngươi, hãy trả lời cho ta biết tại sao ngươi ám miết cái đất này không đi vậy hả? Ta hỏi nhà ngươi, tại sao ngươi ám miết cái đất này không đi vậy hả? Ta hỏi nhà ngươi, tại sao ngươi ám miết cái đất này không đi vậy chứ hả? Mày điên. Thầy ơi. Hãy trả lời cho ta biết, tại sao người ám miết cái đất này không đi vậy hả? Tôi thích. Thầy ơi, nó trả lời gãy gọn quá vậy thầy. Cũng được, ngươi thích thì được. Nhưng mà ngươi đã ở đây quá lâu rồi. Đây là thời gian mà ngươi phải đi. Đi. Không đi. Bởi vì thịt xương của ta đã thấm vô trong đất này thì ta không đi đâu hết.
vậy? Vậy làm sao cô mới đi á cô? Sao đây thầy? Cô ơi, cô muốn ăn gì con cúng rồi cô đi giùm con đi cô ơi. Khi nào có người thế mạng của ta nằm ngay cái chỗ đó? Thế mạng thầy ơi thế mạng như vậy có nghĩa là ta mới đi nghe không? Trời ơi chị ơi, như vậy trong nhà mình mới có người chết đấy chị hai ơi. Sao thầy? Ma không nhường người thì người phải nhường cho ma. Nhường chị hai ơi. Không ý của thầy là tôi phải bán nhà bán đất mà dọn đi đó hả? Để đi chị hai, mình dọn đi chỗ khác ở đi chị hai. Bán cái nhà này đi chị hai ơi. Không được bán. Không bán thì chết. Hả? Ê! Trời ơi! Chị hai ơi! Trời ơi! Ma! Ủa? Con ma nó chạy hướng đó rồi. Đỡ quá. Sao nó dí con hoài vậy trời ơi? Trời ơi! Sát xuất! Đi lẹ lên! Đi lẹ lên đi để nó dí đó! Mà! Trời ơi! Ủa đâu thầy ơi? Đây! Trời ơi, kéo vô đây chi vậy trời ơi? Trời ơi, chị hai ơi. Điểm đi. Đây. Cả người thấy chưa? Cả người có thấy bùa của ta linh nghiệm chưa? Nó ra rồi, mày ra làm chi nữa vậy trời? Chị ơi, cái này chắc cái hồn. Cái này cái xác này chị hai. Dạ, cái này là cái xác với cái hồn đó chị hai. Cái này là hai con người. Thầy, nói nghe, mai mốt làm ba này làm kỹ một chút nha. Cái này là thằng Tân, thằng Tiến, con của bà Sương bán hủ tiếu sườn, tôi quen quá rồi. Cái này 5 triệu. Tiền của hai đứa em tôi mướn thầy về để bày ra cái trò này để xúi tôi bán nhà. Thay mặt tôi nói gửi cho thầy. Dạ. Còn phần này, phần của tôi gửi thầy luôn. Cảm ơn thầy giúp tôi diễn hết cái màn kịch này. Dạ, em cảm ơn chị hai em đi. Dạ. Ê, cái gì vậy ông thầy Pháp? Vậy đâu rồi, lỗ tiền rồi. Chị hai tanh bành hết chưa? Hả? Tụi bay còn tiền lắm hả tụi bay? Hả? Chị không nghĩ hai đứa tác tệ đến nỗi mà giả ma giả quỷ hù chị đi suối chị bán nhà bán đất đó. Ăn chơi cho đã vô, bài bạc cho lắm vô, rồi bây giờ đổ nợ. Cần tiền chứ gì? Muốn bán vườn bán đất đúng không? Chị bán được hết. Nhưng mà chị bán xong rồi thì mồ mả ông bà tổ tiên thờ tự đợi ở đâu? Làm sao có được thì làm đi. Chị hai. Chị. Tiền công em đâu chị? Tiền công rồi chị. Hai anh. Tiền công. Mày đứng lại cho tao. Bây giờ tanh bành hết. Không ai ba đứa. Rồi cho ba biết hết chuyện rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đội xém cười. Và xin mời ý kiến từ phía ban giám khảo. Mời chị Việt Hương. Hôm nay tôi nghĩ là cho các bạn cái đề tài này các bạn dễ chịu hơn với phần kịch bản. Làm như là nó bung á. Nó hợp với các bạn hay sao? Kịch bản chặt chẽ, ý tưởng tốt, chuyển qua tới ảo thuật luôn rồi. Làng hài chúng ta bây giờ mạnh bạo quá. Phải trừ một chút xíu vậy nó chưa có chặt chẽ, chưa có cái điểm mà phá cách đã lên đậm hơn ha. Ước ao muốn nhìn thấy ở vòng sau phải đặt và đậm hơn nữa nha Khánh nha. Hơi uổng là mình biết trước cái vấn đề xảy ra thôi. Tại vì thường là ba người anh chị em tìm ra nguyên nhân thì mời thầy về luôn luôn, đa số là cuối cùng là lừa. Nó hơi bị dàn trải, rút ngắn nó lại, sắc nét thì mới cười nhiều được. Nhưng mà hôm nay thì rõ ràng là các bạn sử dụng nhân lực rất tốt trong việc khai thác hai bạn sinh đôi này. Từng nhân vật xuất hiện rất là chỉnh chu, giống như là khi mà giới thiệu tình người duyên ma là có cái bạn nữ hóa trang y chang luôn xuất hiện. Tôi thấy là các bạn rất là đầu tư, rất là chỉnh chu và cảnh vật nó rất là điện ảnh. Tôi cảm thấy đây mình giống như mình đang coi phim vậy. Từng người xuất hiện rất cực kỳ duyên dáng. Và bây giờ sẽ là điểm số dành cho đội xém cười. Xin mời giám khảo Việt Hương.
9 điểm rưỡi. Giám khảo Trấn Thành, 9 điểm rưỡi. Số điểm của người mẫu diễn viên điện ảnh Anh Thư sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Và điểm số của khán giả dành cho đội Xém Cười ngày hôm nay là 9,1 điểm. Xin chúc mừng đội Xém Cười. Đội Xém Cười xin kính chào quý vị khán giả. Đây là tất cả những diễn viên vừa mới thể hiện xong cái tiểu phẩm theo chủ đề kinh dị ma làng của tuần này. Quý vị khán giả nếu mà thương đội Xém Cười thì hãy ủng hộ cho đội Xém Cười bằng cách nhắn gửi tin nhắn bằng cú pháp LHMH06 gửi đến 8 2.